Chào tất cả các em thân yêu của chị Chim Xinh. Và đây là một bức tranh cát về nàng búp bê đang ôm một chú chó. Chị sẽ tô bức tranh cát này với khá là nhiều màu cát ở đây. Wow, những hạt cát màu, giá chỉ có 3.000 một hũ thôi. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Chim Xinh Channel và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nhé.
bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh ơi. Vậy là chị đã vừa tô xong bức tranh cát về cô nàng búp bê rất dễ thương đang ôm một chú chó trên tay rồi nè. Cô ấy có mái tóc vàng, mặc áo hồng. Các bạn nhỏ có nhận xét gì ở chị Chim Xinh về bức tranh cát này, đừng quên để lại bình luận bên dưới video nhé. Nhấn vào đăng ký kênh và nhấn vào chiếc chuông ở bên phải để có thể nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Còn bây giờ thì chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu và hẹn gặp lại các em trong video sau.